Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Con gái Hà Hồ đốn tim fan khi quyết liệt thể hiện tình cảm với mẹ bằng cách siêu cưng. Bé Lisa nhà Hà Hồ Kim Lý đã có cách bày tỏ tình cảm với mẹ vô cùng đáng yêu. Mới đây trên Instagram của các con, Hà Hồ đã đăng tải đoạn clip về ái nữ Lisa. Cô bé diện đồ ngủ và nằm trên giường được bảo mẫu dỗ dành. Trước khi sai giấc, Lisa đã có màn thể hiện tình cảm, cực đốn tim với mẹ Hà. Cô bé liên tục nói bằng tiếng Việt, mẹ Hà ơi, I love you bạc bạc. Khi thấy mẹ không chú tâm, Lisa tỏ vẻ giận dỗi, bắt mẹ phải tập trung vào mình rồi bày tỏ tiếp, I love you bạc bạc. Vừa nói cô bé vừa làm động tác bắn tim, khiến ai nấy bật cười vì không hiểu sao nhóc tì lại học được điều này và làm với mẹ mình. Khuôn mặt ngây thơ cùng nét lai tay đặc trưng của Lisa khiến dân tình thích thú. Con gái Hà Hồ đốn tim fan khi quyết liệt thể hiện tình cảm với mẹ bằng cách siêu cưng. Loạt biểu cảm cực nhắn nhích đáng yêu của Lisa, Lisa được cho là bản sao của Kim Lý nhưng tính cách lại y hệt Hà Hồ, cô bé thông minh, điềm tĩnh và rất thích quan sát, Bên ngoài lạnh lùng nhưng Lisa rất yêu thương và nhường nhịn em trai Leon. Những khoảnh khắc cô bé dỗ em trai khi khóc hay đút thức ăn cho em mình đều làm cư dân mạng lụi tim. Con gái Hạ Hồ bám theo mẹ đến phòng tập, một chi tiết thừa hưởng từ phụ huynh gây chú ý. Mẹ vừa đi công tác về, con gái Hạ Hồ đã bám lấy mẹ đến phòng tập. Mới đây trên Instagram của các con, Hạ Hồ đã đăng loạt khoảnh khắc đáng yêu của ái nữ Lisa. Cô bé được gặp lại mẹ sau chuyến công tác dài ngày của nữ hoàng giải trí tại Thượng Hải. Hạ Hồ chia sẻ, có cô bé nhớ mẹ lon ton theo mẹ nè lisa đã quấn lấy mẹ đến phòng tập và tại đây nhóm tùy còn tích cực tập luyện cùng mẹ mình lisa diện đồ đơn giản với quần bó màu đen và áo hai dây chấm bi cô bé được mẹ buộc tóc gọn gàng khoe khuôn mặt xinh xắn hết nấc ái nữ của hà hồ nhiệt tình đẩy bóng và vui vẻ nhún nhảy trên chiếc đệm nhún khác với thân hình tròn trịa của em trai leon lisa lại sở hữu thân hình dây thon thả y hệt mẹ mình không chỉ thế, cô bé còn có đôi chân dài miên man và cực thon khiến ai cũng ngưỡng mộ. Ngoài tính cách điềm tĩnh và sâu sắc, Lisa còn được thừa hưởng tình yêu thể thao của mẹ mình. Con gái Hà Hồ bám theo mẹ đến phòng tập. Con gái Hà Hồ thừa hưởng một chi tiết từ phụ huynh gây chú ý. Lisa và Leon là cặp song sinh nhưng lại đối lập nhau về ngoại hình lẫn tính cách. Lisa được fan lẫn cư dân mạng yêu thích vì vẻ ngoài lai tay cực xinh xắn. Nhóc tỳ còn nói được nhiều ngoại ngữ. Mỗi khi xuất hiện trước công chúng, Lisa được mẹ ăn diện rất giản dị nhưng lại tác lên vẻ đáng yêu khó cưỡng. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi, hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.